Chợ ô tô cũ Quảng Ninh xin kính chào quý anh chị, chào các bạn, chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Phương Đông Uông Bí Quảng Ninh. Vâng, hình ảnh quý anh chị và các bạn đang quan sát là chiếc xe Forerunner bản XLS sản xuất năm 2015, màu trắng biển Hải Phòng. Xe được trang bị số tự động một cầu máy dầu 2.2. Thì đây là chiếc xe cùng là 25 nhưng mà nó có form mới và form cũ. Đến tháng 8 2015 thì bắt đầu nó lên cái form 2016, chính là cái form này. Thế và cái khuôn mặt của nó thay đổi hoàn toàn so với lại cái bản 15, khác xa với cái phiên bản tiền nhiệm, với cái lưới tản nhiệt cũng như là cái thiết kế theo kiểu những cái thanh ngang to bản. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất để Đức Trung sẽ đi xung quanh để quý anh chị các bạn có thể ngắm và có thể quan sát chi tiết. Chiếc XLS 2015 trang bị la răng đúc phanh đĩa, con này nó có ABS chống bó cứng. Thế và nó có hai túi khí, gương kính chỉnh điện. Ngoài ra thì chủ xe cũng đậu thêm lắp thùng, có màn hình cam nùi, rồi là cảm biến, có một cái trần sao rất là đẹp luôn. Vâng, và chiếc XLS 2015 form mới số tự động ở bên chợ ô tô cũ Quảng Ninh đang chào bán giá mong muốn là 468 triệu đồng. Để bao rút hồ sơ cho anh em. Nếu quý anh chị và các bạn quan tâm thì có thể đến xem xe tại chợ ô tô cũ Quảng Ninh, có địa chỉ ở ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí. Số điện thoại 0965 951 955. Và số điện thoại thì Đức Trung sẽ để trên góc màn hình để quý anh chị các bạn tiện liên lạc. Cũng là cái số có Zalo, người ta có thể kết bạn để gửi thêm các cái thông tin chi tiết về các cái hình ảnh cũng như là các cái video clip. Nếu quý anh chị các bạn quan tâm thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Đức Trung, đồng thời cũng thường xuyên được cập nhật các cái mẫu xe mới mà Đức Trung sẽ lên sóng hàng ngày. Chiếc XLS 2015 này rất là đẹp, máy số zin và cam kết là không có đâm đụng, không có ngập nước, không nổi. Đấy, bao check test theo yêu cầu của quý anh chị cùng các bạn. Khuyến khích khách hàng đi xem xe thì mang cả thợ đi để kiểm tra. Đấy, chiếc XLS 2015 form 2016 rất là mới luôn. Đấy, biển Hải Phòng còn khá là vuông vắn, logo của Ford với cái lưới tản nhiệt 2021. Đấy, các cái đường gân dập đổi để nguyên zin, mối lắp ghép, rồi là form còn rất đẹp. Đấy, form đầu xe, form cánh cửa, form đuôi xe. Đấy, toàn bộ cái phần sườn xe này trông còn rất là óng, rất là mượt luôn. Đấy, lốp thì mới cả dàn, cả lốp sơ cua. Năm cái quả lốp này thì đi vài năm nữa không phải tính đến cái chuyện thay lốp. Đấy, toàn bộ các cái phần cua lốp, lòng dè chắn bùn, hay là các cái phần sắt xi gầm bệ, cái hệ thống treo, hay lò xo giảm xóc, hay là rô tuyn là nguyên bản, chưa có tháo lắp, chưa có thay thế bất cứ một cái bộ phận nào. Đấy, bậc bước to bản thì cũng không bị xước sáp, chứng tỏ lái xe rất là cẩn thận. Đây, động cơ 2.2 máy dầu số tự động 6 cấp, có xi nhan sườn, đăng kiểm đến tháng 9 năm 2023. Anten này lóc nguyên bản. Lắp thùng thấp, lốp sau bên phụ anh em này, sắt xi gầm bệ, nó chỉ có bùn đất nó bám vào thôi. Người gầm đấy không bị han mối mọt. Đối với con này anh em về chỉ có thay dầu thay lọc là ok thôi. Rồi cặp đèn hậu nguyên zin, có 4 cảm biến cảnh báo va chạm từ phía sau, camera nùi. Quay luôn cái phần thùng xe. Cái thùng xe này nó cũng chỉ hơi bẩn một chút,
đinh bấm cột kèo rồi các cái phần bu lông này là vẫn nguyên zin, chưa có vặn mở. Lòng sơn zin. Thế và các cái phần keo chỉ này cũng là nguyên bản. Con này anh em có thể đưa gia đình đi trèo đèo lội suối, đi picnic, đi phượt, ok hết. Mấy lốp xưa cua còn rất là mới. Đây. Hệ thống cầu cũng như là gầm bệ còn nguyên cái màu sơn zin. Xe đẹp. Anh em có thể ngắm toàn bộ cái phần sườn xe bên lái này. Là rằng không có chảy xước. Sắt xì gầm bệ chắc chắn, nốp mới. Người bậc bước to bản cũng không có bị xước, không bị vạc. Người lốp đằng trước ở bên lái. Sắt xì gầm bệ, toàn bộ các hệ thống treo. Người động cơ là nguyên bản nên anh em hoàn toàn yên tâm. Ghế da màu đen, nội thất màu nâu. Cái táp lô màu lâu màu đen rất là đẹp luôn. Vô lăng 4 chấu, có túi khí, có tích hợp các cái phím bấm. Số tự động. Hộp tỳ tay. Đấy, trần nỉ, trần này nó có sao nha anh chị nhá. Trần sao đẹp lắm. Đây, màn hình camera hành trình cam núi đầy đủ. Nội thất động đậy như sân khấu. Rất là sạch sẽ, các cái bậc bước này được ốp chống xước hết. Đây, các cái phần tem mát bản lề. Đây, hệ thống dây điện cánh cửa. Đây, các cái móc khóa cửa vẫn còn nguyên các cái dấu chấm sơn. Nên anh em mua con này thì bên Đức Trung cam kết rằng xe không lỗi, xe đẹp. Giá chỉ có 468 triệu, bao rút hồ sơ thiện chí thì vẫn còn thương lượng khi anh em đến xem xe trực tiếp. Các cái phim mà cách nhiệt này cũng là phim xịn đấy. Cái mặt táp lô này cũng dán da rất là đẹp. Cái chủ xe trang trí cho cái bộ phận nội thất này chắc là cũng phải mất hàng chục triệu. Đây, hàng ghế phía sau. Táp ly cánh cửa keo chỉ. Rất là ok luôn. Đây, bậc bước sàn da. Lót chân rất mới luôn. Mã kính 2015 hết anh chị ạ. Đây, dụng cụ đồ nghề. Đây, có cái này để thay lốp dự phòng. Đi đêm mà chẳng may nó bị xịt lốp. Có cái bộ này là ta hoàn toàn chủ động thay lốp được. Còn cái cách thay lốp thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Nếu như quý anh chị các bạn mà gặp cái tình huống mà đi đêm hoặc là không có cái chỗ để mà sửa chữa thay lốp cho mình ấy, thì có thể tự thay lốp. Không biết thì quý anh chị các bạn có thể lên YouTube để xem hướng dẫn thay lốp cũng như là hạ lốp dự phòng. Còn nếu như mà không biết nữa thì quý anh chị các bạn cũng cứ gọi cho Đức Trung, Đức Trung sẽ hỗ trợ. Đấy, sẽ tư vấn cho anh chị để anh chị biết làm luôn. Thay một cái quả lốp để chạy được về đến nhà. Đấy, con này về cái phần nội thất thì khoái phải chê, sơn xi ngoại thất cũng đẹp, máy gầm thì cũng phải nói là rất chất 2015, nhưng mà có lẽ là nó phải đẹp ngang với những cái con xe 2017. Hiếm có con 2015 nào mà giữ gìn được chất như con này.
Đức Trung sẽ quay tiếp đến cái phần động cơ. Khoang động cơ được ví như là cái trái tim của chiếc xe. Đây là khoang động cơ của chiếc Ford GXLS 2015, động cơ 2.2 máy dầu. Đấy, chủ xe cẩn thận này, buộc các cái hộp cao này để chống chuột. Đấy, cái bình nước phụ này. Đấy, các cái hệ thống bù lông tai, rồi là bản lề, phần keo chỉ. Nắp capo này nguyên zin anh em nhé. Còn nguyên các cái đệm ni lông này. Phanh ABS. Cam kết với anh em là xe đẹp không lỗi nhỏ, máy số là nguyên zin, chưa có đụng chạm vào bất cứ một cái chi tiết nào, chưa một cái cụm nào, chỉ có thay dầu thay lọc thôi, thay dầu thay lọc định kỳ 5.000 km. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong khoảng hơn 10 phút vừa qua thì Đức Trung đã quay chi tiết và giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe Ford Ranger bản XLS số tự động một cầu với máy dầu 2.2 được chào bán với giá là 468 triệu. Nếu quý anh chị các bạn quan tâm thì có thể đến xem xe tại Uông Bí, Quảng Ninh. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video lần sau. Hệ thống gạt nước ok anh em nhé. Cam nùi trần sao này, trần sao lung linh chứ. Rồi, tất cả nó ok hết anh em nhé. Đầy đủ hết.